Vâng, mình chào tất cả các bác. Trước mặt các bác là dòng loa hàng bãi Acoustic các bác nhé. Dòng 1 bát 30 một kẹt. Hiện tại thì đôi loa này hiện tại em đang test trước khi gửi về Đồng Nai. Bên em hiện tại về được 7 đôi các bác nhé, 7 đôi. Thì đợt trước về cũng hơi ít cho nên là lần này lại về thêm được có 7 đôi nữa. Sở hữu 1 bát 30 một chép các bác nhé. Chép là dòng chép kèn như là dòng B3 các bác nhé, thì dòng B3 B3X12i ạ, cái củ chép rất là to luôn. Các bác có thể xem lại trên kênh của em view cái nội thất của đôi loa này các bác nhé. Côn 63 các bác ạ, côn 63 rất là hợp lý cho các bác chơi với những cái công suất từ 400, 500, 600W. Đó. Đánh rất là lực thôi các bác ạ. Lần này về hàng cũng rất là đẹp các bác nhé. Đó, thùng cân. Hàng rất là đẹp, thùng cân. Đây là mặt sau các bác nhé. Thùng cân quái sách đằng sau. Đây, rắc vào. Đó, model F12 các bác nhé. Công suất từ 300W cho đến 600W các bác nhé. Phù hợp cho các bác đánh từ những dòng âm ly cũng được. Đấy, độ nhạy với giải trống là 40Hz cho đến 20K là giải tép các bác nhé. Cho nên là trống đánh rất là đầm và sâu. Độ nhạy 122 các bác nhé, 12dB. Và chỉ số sai số ở đây là 3dB. Đó, từ 97 cho đến 122. Với cái giải 122 này thì các bác biết là cái giải lên nó sẽ sạch thoáng hơn. Đánh rất là sâu các bác nhé, tép lời rất là sáng. Với những đôi loa này thì giá đợt này cũng vẫn như đợt trước các bác ạ, 8.500.000 một đôi các bác nhé, 8.500.000 một đôi. Bao đẹp bao zin các bác nhé. Vâng, giờ cảm ơn các bác rất là nhiều, cũng như là thông báo với các bác tiếp tục loa về. Giờ sẽ cho anh em đóng full shop và vận chuyển về Đồng Nai. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào tất cả các bác.